Thông tin thời sự tiếp tục với những ghi nhận về hoạt động an sinh xã hội và y tế. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, dù dịch đang được kiểm soát tốt, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi văn bản đến các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương, từ đầu năm học đến nay, khi học sinh trở lại trường, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn chủ động và nghiêm túc phòng dịch. Với diễn biến mới của dịch COVID-19, đã xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. 10 ngày trở lại đây, tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt dừng hoạt động tập thể như chào cờ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, thể dục giữa giờ. Việc khử khuẩn phòng học được tăng cường. Dung dịch rửa tay diệt khuẩn bố trí ở nhiều vị trí trong sân trường, lớp học. Nhà trường có phân phát các nước rửa tay sát khuẩn cồn đến từng lớp học để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Và các hoạt động tập thể như là chào cờ, tập thể dục giữa giờ cũng được nhà trường bỏ đi để đảm bảo việc phòng chống dịch. Không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang khi ở trường, nhưng nhiều trường yêu cầu học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại. Riêng khách đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang xuyên suốt. Tăng cường các cái hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về cái ý thức và chúng ta đang ở trong cái môi trường là không bị dịch nhưng chúng ta không được phép chủ quan. Tại trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu, một tuần nay nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường. Giáo viên học sinh có biểu hiện ho sốt phải khai báo y tế chi tiết. Nhà trường đã yêu cầu tất cả các học sinh, giáo viên, nhân viên trong trường phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập và làm việc. Cũng như là nhà trường cung cấp cho mỗi lớp một chai xịt kháng khuẩn để chúng em bảo vệ. Hiện nay khi các em học sinh đến trường cũng như cán bộ giáo viên, nhân viên khi đến trường làm việc và học tập thì đều phải thực hiện việc nghiêm túc, việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và việc thường xuyên về khử khuẩn, rửa tay đúng quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc cài đặt ứng dụng an toàn COVID và báo cáo định kỳ về tình hình phòng dịch theo quy định. Các sở giáo dục đào tạo phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tại địa phương hướng dẫn các cơ sở giáo dục xử lý kịp thời an toàn những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.